thi chính sách mới có hiệu lực tháng 4 năm 2024 của luật Việt Nam. Tháng 4 này là tháng có nhiều chính sách mới về đất đai, giáo dục, chính sách chính thức có hiệu lực. Có thể kể đến quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hay quy định tại luật đất đai 2024 có hiệu lực, và thêm vào đó còn rất nhiều quy định mới đáng chú ý khác. Tôi là Hồng Minh, người đồng hành cùng các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Sau đây là tóm tắt các chính sách mới đáng chú ý của tháng 4. Hai quy định của luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Danh sách chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi trung học phổ thông 2024. Quy chuẩn quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2024, mới được tuyển dụng dưới 6 tháng, không xét lao động tiên tiến. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân từ ngày 15 tháng 4 năm 2024. Mốc thời gian tính khen thưởng huy chương thanh niên xung phong vẻ vang từ ngày 20 tháng 4 năm 2024. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của ngành y tế từ ngày 15 tháng 4 năm 2024. Trong đó, hai quy định này gồm các hoạt động lấn biển, nguyên tắc của hoạt động lấn biển, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động lấn biển, các nội dung sửa đổi, bổ sung luật lâm nghiệp 2017 về nguyên tắc, căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Từ ngày 22 tháng 4 năm 2024, thông tư 02 năm 2024 về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sửa đổi bổ sung sẽ chính thức được áp dụng. Theo đó, quy chế mới bổ sung quy định cho phép thí sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Đồng thời, môn ngoại ngữ theo quy chế mới đã được liệt kê cụ thể gồm các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Và thông tư 02 cũng bổ sung các loại chứng chỉ ngoại ngữ mới được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, gồm chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng, nghe 275, đọc 275, nói 120, viết 120. B1 Preliminary, B1 Business Preliminary, B1 Language Skill, Aptitude ISO B1, Pearson PEIC B1. Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 3, VSTEP B1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành tại thông tư 56 năm 2023 của Bộ Công an sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Theo đó, yêu cầu chung với phương tiện phòng cháy, chữa cháy gồm phải kê khai, khai báo phù hợp danh mục phương tiện tại quy chuẩn này. Nếu chưa rõ chủng loại thì phải định danh chủng loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Phải quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc quy định của pháp luật hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phải thực hiện kiểm định phù hợp với quy chuẩn này cùng các quy định khác có liên quan. Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phổ biến có thể kể đến vòi chữa cháy, lăng chữa cháy phun nước cầm tay, trụ nước chữa cháy, đầu nối chữa cháy, bình chữa cháy xách tay. Nội dung này được Bộ Nội vụ đề cập đến tại thông tư 1 năm 2024. Quy định chi tiết luật thi đua khen thưởng sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 tới đây. Theo đó, theo điểm D, khoản 5, điều 1, thông tư 1, những cá nhân mới được tuyển dụng dưới 6 tháng sẽ không được xét danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến. Ngoài ra, một số trường hợp cụ thể khác vẫn được tính thời gian đó để bình xét danh hiệu này. Người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước, nhân dân và bị thương cần phải điều trị, điều dưỡng. Người đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm nếu chấp hành tốt quy định của nơi học tập, bồi dưỡng. Nghị định 25/2024 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2024. Theo đó, tiêu chuẩn xét danh hiệu thầy thuốc nhân dân gồm
cá nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú sẽ được xét thầy thuốc nhân dân. Có tài năng xuất sắc trong việc nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ về y tế. Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau là chủ nhiệm ít nhất một nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp bộ, tỉnh đã được nghiệm thu và xếp loại đạt trở lên. Là thành viên nghiên cứu chính trong hai nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu, có xếp loại đạt trở lên. Là tác giả hoặc đồng tác giả ít nhất một sáng chế ứng dụng trong lĩnh vực y tế, được cấp chứng nhận độc quyền sáng chế. Ngày 20 tháng 4 năm 2024, Nghị định 28 về chính tự, thủ tục xét tặng, truy tặng, huy chương thanh niên xung phong vẻ vang và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến sẽ có hiệu lực. Theo đó, mốc thời gian để tính khen thưởng nêu tại Điều 5 Nghị định này gồm thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ ngày 21 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, chống Mỹ ở miền Bắc, chống Mỹ ở miền Nam, làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 12 năm 1975, thời kỳ bảo vệ Tổ quốc, chiến tranh biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 7 tháng 1 năm 1979, chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 2 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988, làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988, làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia từ tháng 1 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989, truy quét Phunro từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1992. Bộ Y tế ban hành thông tư 01 năm 2024 TT-BIT về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2024. Do đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2 đến 5 năm theo đặc thù của từng vị trí công tác. Thời hạn này được tính từ ngày có quyết định, văn bản công tác đảm nhiệm vị trí. Trong đó, các danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực y tế phải định kỳ chuyển đổi gồm những vị trí tiếp nhận hồ sơ, cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn, thay đổi. Các lĩnh vực y tế dự phòng, giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm, khám chữa bệnh, giấy phép hành nghề, hoạt động khám chữa bệnh, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, dược phẩm, mỹ phẩm, y dược cổ truyền, giấy đăng ký lưu hành, chứng chỉ hành nghề dược. Trên đây là tổng hợp các chính sách mới có hiệu lực tháng 4 năm 2024 đáng chú ý. Nếu thấy video bổ ích, bạn hãy bấm đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất về pháp luật nhé.